quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Chọn Ai Đây. Thưa quý vị, đây là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Và ngày hôm nay cũng như những ngày thứ bảy khác, chúng tôi mang đến cho quý vị nhiều tiếng cười và nhiều niềm vui. Chắc chắn là điều đó sẽ xuất hiện trong chương trình, vì ngày hôm nay họ đang rất là sung sức và đang rất là tràn đầy năng lượng. Xin giới thiệu Harry Boy. Công chúa Lâm Thị Dạ. Trời ơi. Đi đi chồng. Nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Vuka, em tính nói gì phải không? Dạ không anh, em nhìn Quỳnh Lập thôi, tại vì em thấy á. Ai vậy? Mà ở đang thiệt á, không phải là hên á, hên bộ đồ của Lập lâu ngày chưa có giặt cái gì á, rất là sạch nha, không phải đâu, sạch luôn á, nó rất là thơm. Không em ơi, hôi nha, hay là bộ tóc của em á? Không đâu chị, đặt về với chị á, có cái này mới mai nha. Em cảm thấy may mắn khi mà chị Dạ dời xuống tầng trệt, chứ chị Dạ còn trên đầu em là đầy đầu em rồi. Đây, xin giới thiệu tới quý vị Fanny và Kiều. Thưa quý vị, ngày hôm nay hai khách mời của chúng tôi, cặp đầu tiên là Kiều and Fanny. Yeah. Đây là một phong cách trưởng thành chững chạc, còn đây là K-pop thực tập sinh, giống như mấy bạn hồi xưa của Blackpink ha. Ý anh nói em có tuổi anh. Trưởng thành có nghĩa là gì? Mình đã là bước có qua tuổi đó anh. Bước qua giai đoạn ngày xưa thôi. Trưởng thành chơi trước hay là thực tập sinh chơi trước? Thôi em chơi trước đi em. Thực tập mà em chơi. Mời em. Em cảm ơn. Thưa quý vị, Vanny là người chơi đầu tiên. Mời quý vị cùng chúng tôi bước vào chương trình. Này, em chọn ai? Người ta có chiến lược đó. Quang Trung. Quang Trung. Các anh ơi, mình sẽ mở màn chương trình ngày hôm nay thật sôi động nào. Và đây là câu hỏi dành cho Quang Trung. Dạ. Bên dưới bộ lông trắng như tuyết của gấu Bắc Cực, da của chúng có màu gì? Màu hồng tím pastel trending 2020. Bộ móng của em đó. Cái màu của em luôn đó em. Bình thường đó, chúng ta sẽ nghĩ là bên dưới cái lông của những con vật đó thường sẽ cái màu da nó giống như vậy đúng không? Thì tương tự gấu Bắc Cực, người ta cũng sẽ nghĩ là bên dưới bộ lông trắng muốt của nó thì sẽ là màu da trắng. Nhưng không, cái da nó hơi tím tím, hồng hồng, mỡn mỡn, pastel như da em bé đó em.
Cho nên câu trả lời cuối cùng của em là màu hồng tím pastel trending 2020. Trời, cảm ơn. Trời ơi, con gấu gì màu lạ trời. Không, thiệt ra là mọi người ơi, trả lời nghe cho nó nghe dữ dội thôi, chứ nó là màu hồng hồng phấn phấn da da mình đó. Thì nó là hồng da đi. Là hồng tím. Trả lời vậy khán giả mới vỗ tay đúng không ạ? Dạ đúng. Có nghĩa là Quang Trung chọn là màu da hồng nhạt. Màu da hồng của da em bé. Fanny thân mến, Fanny có tin hay không? Em tin anh Trung. Tin. Trời ơi là trời. Bé nó nhỏ. Em tin mù quáng luôn á. Tin mù quáng quá. Đúng là con bé thực tập. Đây cũng là một cái game thực tập dành cho bé. Sau game này thì bé sẽ không tham gia game show nữa. Bị sốc. Bị sốc về tâm lý. Lựa chọn của bé là tin lời Quang Trung. Đó là một sự lựa chọn. Không chính xác. Hổng công người ta thần tượng em mê em. Anh ơi, tuổi thơ của người ta. Đáp án phải là màu đen. Bên dưới bộ lông trắng như tuyết, gấu Bắc Cực thực ra có làn da màu đen, cho phép chúng hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Wow. Cho khỏi lạnh. Hay ha. Em cũng tin. Nếu bạn trả lời câu đó em cũng tin anh Trung rồi á. Không phải. Bạn cuốn nhà em cạo lông ra, dưới lông nó màu hồng pastel thiệt. Tại vì bạn còn ngây thơ quá. Tôi muốn dạy bạn. Tôi muốn dạy bạn. Mùi đời. Vậy là như thế nào? Trời ơi. Dạ. Mùi đời chính là Quang Trung. Mùi đời là như vậy đó. Đừng nếm nữa nha em. Dạ. Và như vậy thì một dấu ho đã thuộc về Gil. Mình đang có lợi thế. Yeah. Bây giờ sẽ là lượt Gil. Xin mời hãy chọn vị trí. Thì cái dấu ô đã trên đó rồi. Hôm nay em nói là em tới đây em sẽ quyết định chọn anh em sinh đôi của em trước. Anh Gil Phạm. Trời ơi. Đây là anh Gil Phạm nha mọi người. Tình anh em mình tới đâu? Tới hôm nay thôi. Tới rất cao. Ok, em tin anh. Bây giờ là câu hỏi dành cho Gil Phạm. Ngựa vằn có màu đen sọc trắng hay màu trắng sọc đen? Trời ơi. Biết không, biết không? Quá dễ rồi. Nhà Gil rất là nhiều ngựa vằn đúng không? Nhà em đâu có sở thú rồi. Không, ý là em thích những cái hoa văn ngựa vằn đúng không? À đúng rồi, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện của 8 năm trước. Và các bạn fan của Gil tặng cho Gil rất rất là nhiều họa tiết ngựa vằn. Nhưng mà tặng nhiều quá cho nên mình nhìn nó cũng ngán. Chung chung hết đó, chứ mình đâu có ngồi mà phân tích cái nào trắng cái nào đen. Cái con ngựa vằn là một cái con ngựa mà ở hoang dã, thì lúc mà nó còn trong cái phôi thai á thì nó màu trắng, nhưng mà từ từ lớn lên nó có vằn thì à tức là màu trắng nhưng mà cũng bị đuổi đời váy bẩn vô nó đúng không? Cho nên nó có những cái vết đen của cuộc đời nhảnh vô cái gì? Cuộc đời của nó sao là những vết nhơ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nói gì vậy? Chết trời ơi! Đâu? Chết rồi! Lên tới rồi kìa! Ủa? Tại sao lại chạy lên không? Chết rồi! Đã nào đàng hoàng không? Ok! Nói giỡn chứ con ngựa vàng á, ai cũng tưởng nó là màu trắng sọc đen, nhưng thật ra nó là màu đen sọc trắng á. Đen sọc trắng là đáp án. Cuối cùng của Xuân! Rồi! Xuân Phạm lựa chọn là đen sọc trắng. Gil có tin Xuân Phạm hay là không? Cái nét diễn của anh khẩn quá. Năm. Em không tin. Không tin. Nét diễn khẩn. Anh em. Cái nét diễn của anh nó bắt pháp lắm. Thưa quý vị, Gil không tin. Và lựa chọn của Gil, nó còn trong cái phôi thai á, thì nó là nó màu trắng. Cuộc đời của nó là những vết nhơ. Ra nó là màu đen sọc trắng á. Là một lựa chọn. Không chính xác. Đi về bạn nha. Đi về bạn nha. Đáp án chính xác. Tình anh em kết thúc từ đây. Thiệt á. Đáp án chính xác là đen sọc trắng. Giai đoạn đầu của phôi ngựa vằn có màu đen khắp cơ thể. Vào cuối tháng của phôi thai, các vệt trắng sẽ xuất hiện do kết quả của sự ức chế sắc tố. Nhưng những sợi lông trắng này vẫn có gốc là màu đen. Một dấu ít đã được công nhận cho Buddy. Buddy thân mến. Dạ. Mình sẽ chọn vị trí nào? À, em chọn anh Lê Dương Bảo Lâm. Mong là anh không làm em sợ nữa. Đó là thật lòng. Dạ. Anh sẽ không làm em sợ.
nhưng mà sẽ làm cho em không biết chọn đúng hay sai. Ôi cha cha. Đây là câu hỏi Lê Dương Bảo Lâm. Chương trình Chọn Ai Đây có format gốc từ nước nào? A Mỹ, B Thái và C Úc. Trời ơi. Biết không? Chương trình ở bên Thái Lan là Chọn Ngay Đây, nó tên là Khòi Mi Lèo Ma Lời. Khòi Mi Lèo Ma Lời. Khòi Mi Lèo Ma Lời. Ít ô. Nói lại lần nữa. Thiệt không vậy? Khòi Mi Lèo. Nói lại cái tên. Khòi Mi Lèo Ma Lời. Ít ô. Tên anh tại vì mình là đất nước Đông Nam Á kế bên nhau và Đông Tây Promotion mua cái format với giá là 4.6 tỷ. Tại vì khi mà tụi anh hợp format đó là cái anh đạo diễn ở bên Thái Lan ẩm ra gì xăng tia khọt xăng tia khọt là chương trình Chọn Ai Đây. Tên tiếng Thái là gì? Tên gì Khòi Mi Lèo Ma Lời. Lại một cái tên tiếng nước ngoài mà đúng. 3 lần. Chính xác 3 lần. Nhớ nha, XO là đánh caro đó. Khỏi bị lèo mà lời, XO. Cho nên format này mua lại là 4 tỷ 6. Mua bên Thái Lan. Hãy tin anh. Phan đi thầm mến. Dạ. Có tin vào Khỏi bị lèo mà lèo không? Tin. Tin. Đừng làm em sợ. Và lựa chọn của Phan đi tin vào Lê Dương Bảo Lâm là lựa chọn. Không, chính xác. Hay lắm. Nói dối làm tim tan nát. Nói dối làm trái tim đau. Chọn Ai Đây có tên gốc là Hollywood Square, được chiếu lần đầu trên kênh NBC của Mỹ vào năm 1965. Đến đây chương trình đã được bán bản quyền đến nhiều quốc gia trên thế giới như là Anh, Argentina, Úc, Canada, Pháp, Thái Lan và đây là Việt Nam. Một dấu ô đã được đánh cho Gil. Và như vậy, Gil đang đứng trước cơ hội mang về chiến thắng. Mời Gil chọn vị trí. Mang tim Quỳnh Lập. Câu hỏi dành cho Quỳnh Lập. Vì sao gốc cây ven đường thường được sơn vôi trắng? Trời ơi. Chúng ta sống ở thành phố Hồ Chí Minh đã lâu, nhưng mà riêng em sống từ thời Âu Lạc tới bây giờ. Trời ơi. Em rất hiểu về thiên nhiên, đặc biệt là cây gỗ. Như tất cả mọi người cũng đã thấy, những cái người mà da trắng dễ bị muỗi chích côn trùng chích hơn là mấy người da đen. Chính vì lớp trắng đó để cho thấy có con kiến ở trên đó, người ta đập con kiến đó cho con kiến nó chết để con kiến nó không cắn cái cây đó. Cho nên cái mục đích cuối cùng là gì? Trét cái vô đó lên cái cây để tránh mấy con kiến như con côn trùng nó tập trung vào đó nó cắn vào cái cây. Đáp án cuối cùng là để tránh côn trùng tập trung vào cây. Bạn có tin hay là không? 5 4 em 3 2 không 3 tin. Không tin. Thưa quý vị, lựa chọn của Gil không chính xác. Chương trình là diệt trừ sâu bọ côn trùng. Quét vôi quanh gốc cây là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ cây trồng trước sự tấn công của nhiều loại côn trùng, nấm mốc và một số loại bệnh gây hại đến sức khỏe của cây. Và sự lựa chọn vừa rồi rất tiếc, nếu đúng là đã mang về chiến thắng rồi. Em muốn kéo dài cuộc chơi mà mọi người. Ghiêu muốn kéo dài thời gian ở bên em. Đúng rồi. Một dấu ít đã được đánh cho Fanny. Ba, này căng thẳng à. Và Fanny thân mến. Dạ. Bây giờ cuộc chơi lại bắt đầu. Thế thì Fanny sẽ chọn vị trí nào? Em chọn chị Harry ạ. Harry. Câu hỏi dành cho Harry Won. Dạ. Hai món ăn của Việt Nam lọt top 50 món ăn ngon nhất thế giới do CNN bình chọn là phở và món gì? Trời ơi, vô học quá luôn. Trời ơi. Quá dễ. Trời.
thơm ngang đây nè. Thực ra thì Harry đã sang ở bên Hàn Quốc. Và ở bên Hàn Quốc người ta nhắc tới món ăn người Việt là người ta hay nhắc tới món gì đầu tiên? Đó là phở. Đúng rồi. Sau đó là gì? Bánh tráng trộn. Cơm bánh lòng xuyên. Bánh mì có. Con nhắc tới bánh mì. Bình thường là trước đây là người ta ăn phở nè, rồi gỏi cuốn nè, bánh mì nè. Những cái ba món này là nổi tiếng. Nhưng sau khi một người xuất hiện tại Việt Nam và tất cả thay đổi hết. Đó là Obama. À, đúng rồi, đúng rồi. Bún chả. Đúng rồi, bún chả. Bún chả. Và bây giờ cả trên thế giới, nhất là bên Mỹ, rất là thích bún chả Việt Nam. Và bây giờ ở bên CNN nổi tiếng nhất cái hai món của bên Việt Nam, đó là thứ nhất là phở và bún chả. Hay quá. Hay quá. Đó lý. Đáp án của Hattie World đó chính là bún chả Hà Nội. Xin hỏi Fanny, tin chị Hattie World hay là không tin? Tin hay không? Năm, bốn, ba, hai, một. Không tin. Không tin. Và lựa chọn của Fanny là một lựa chọn. Chính xác. Như vậy, một dấu ít nữa đã được đánh cho Fanny tại vị trí Hattie World. Trận này quyết liệt nha. Hai món đặc sản của Việt Nam là phở và gỏi cuốn đều lọt top 30 trong danh sách 50 món ăn ngon nhất trên thế giới do CNN công bố. Gil sẽ chọn. Đâu còn lựa chọn nào khác quá. Em hết mình lựa chọn rồi, em chọn anh Hiếu ạ. Hồ Quang Hiếu. Câu hỏi dành cho Hồ Quang Hiếu. Nơi nào ở Việt Nam được mệnh danh là thiên đường tôm hùm? Bình Tiên, Bình Xuyên hay Bình Ba? Trời ơi. Biết à, biết à, biết à, biết à. Quá dễ. Anh có nhà hàng hải sản nó khác. Nhà em bán hủ tiếu nó khác. Hủ tiếu. À được. Hủ tiếu cũng sản phẩm tôm sú mà. Mà tôm sú. Chứ không phải là tôm hùm. Tôm hùm mà nổi tiếng nhất và nhiều nhất là ở Bình Tiên. Như vậy, Bình Tiên là đáp án cuối cùng. Nên nhớ, nếu mình chọn đúng thì không sao, cuộc chơi còn tiếp tục. Nếu mình chọn sai, lời nguyền ứng báo. Và thưa quý vị, Kiều Lê tin hay là không? 5, 4, 3. Em hồi nãy 2 lần không tin là 1. Em sai rồi, lần này em không tin tiếp. Không tin. Trời ơi, đúng tin nhớ. Khi mà mình đã sống là một cái vai là người mất lòng tin với cuộc sống đó anh. Là không còn tin cái gì nữa cả. Không còn tin. Mình đóng tới cùng luôn đúng không? Quyết tâm không tin tới cùng. Thưa quý vị, lựa chọn của Gil là một lựa chọn chính xác. Em bác bỏ lời nguyền hả? Một dấu ho đã được đánh vào vị trí của Hồ Hiếu dành cho Gil. Bình Ba là một hòn đảo nhỏ nhắn và xinh đẹp nằm ở vịnh Cam Ranh. Nơi đây được nhiều người biết đến như là một khu du lịch có vẻ đẹp tuyệt mỹ cùng với món ăn đặc sản nổi tiếng. Và nổi bật nhất là tôm hùm Bình Ba. Tôm hùm nơi đây to, thịt thơm, ngọt. Bây giờ có một lợi thế đã dành cho Gil, đó là hai vị trí rồi. Thì chúng ta chắc chắn, Fanny à, dạ, phải biết đi về đâu rồi chứ gì. Dạ. Hãy chọn em vị trí. Em chọn anh BB Trần. BB Trần. Trời ơi, nay cái lầu của mình nó làm ăn được quá ha. Tụi mình bắt đầu phớt lên rồi anh ơi. Đây, BB Trần. Hoàng Thùy Linh. Ai anh? Là ca sĩ. Ai? Anh nói ai? Hoàng Thùy Linh. Anh mới được. Hoàng Thùy Linh. À, Hoàng Thùy Linh. Hoàng Thùy Linh. Dạ, dạ. Hoàng Thùy Linh đạt kỷ lục năm 2019 nhờ hoạt động nào? Như mọi người đã biết đó, thì trong năm qua chị Hoàng Thùy Linh đã ra một cái MV là Để Mỹ Nói Cho Mà Nghe. Thì đã rất là thành công, được coi như là một cái sự trở lại, được coi như là ngoạn mục trong năm 2019 của chị Linh luôn. Thì sau cái loại thành công đó thì chị mới ra một cái album là coi như là gọi là một cái tiếng vang rực rỡ luôn, đó là cái album mà Hoàng. Thì cái album này đã đạt kỷ lục, đó là chị đưa
đưa chị Hoàng Thị Linh á thành một nữ ca sĩ có nhiều bài hát về văn học nhiều nhất. Thì đó là kỷ lục thành công nhất của hoạt động của chị trong năm qua, trong năm 2019. Hay. Chốt đáp án chưa? Đó là cái kỷ lục của chị, đó là nữ ca sĩ có nhiều bài hát về văn học nhất. Đó là ý kiến của BB Trần. Xin hỏi Fanny là bạn có tin hay là không? Em tin. Tin. Với sự lựa chọn tin BB Trần của Fanny rằng là Hoàng Thùy Linh đạt kỷ lục năm 2019 nhờ vào một loạt bài hát về văn học có âm hưởng văn học dân gian văn hóa. Lựa chọn Fanny là một sự lựa chọn. Không chính xác. Ủa sao kỳ vậy? Đúng rồi. Ủa như đúng mà. Kỳ ha. Sai, ờ, quá sai. Đáp án Hoàng Thị Linh đạt kỷ lục 2019 nhờ vào MV Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Lần đầu trong lịch sử làn sóng xanh, sản phẩm Để Mị Nói Cho Mà Nghe thắng tất cả đề cử, gồm ca khúc của năm, bài hát hiện tượng, hòa âm, phối khí, MV của năm, nữ ca sĩ của năm, sự kết hợp xuất sắc, ca sĩ đột phá và top 10 ca khúc được yêu thích nhất. Ghê hay quá. Giỏi ghê. Giỏi ghê. Ở đâu mà có một hay. Cái người mà vừa xinh đẹp mà vừa giỏi mà. Thưa quý vị thân mến, tôi đi trả lời không chính xác, nghĩa là ngăn chặn không thành công. Và bây giờ cơ hội chiến thắng đã thuộc về Gil. Bạn sẽ chọn BB Trần. Dạ. Câu hỏi dành cho BB Trần. Cá sấu. Cô cá sấu tại không biết. Trời ơi. Chảy nước mắt khi nào? Dễ rồi. Mình hay nghe cái câu mà nước mắt cá sấu. Chắc mọi người sẽ ít ai biết về cái sự tích về cái chuyện này. Đó là khi mà con cá sấu á, nó cắn mồi thì nước mắt nó sẽ chảy. Vì nó sót mồi. Dạ. Dạ. Không phải. Anh nó đau răng. Cái gì? Cắn vô cái cưng nó chảy nước mắt. Em thì lại tưởng là con cá sấu nó khóc khi mà nó bị người ta chê nó xấu chứ. Trời ơi chị. Cái con mà khóc bị chê xấu là dạ. Thì khi mà nó ăn nó bắt mồi á thì nó sẽ ứa nước mắt ra. À, có nghĩa là do là giống như giống, nó y như con người của mình là khi mà mình ăn mình sẽ có túi nước bọt ra. Thì bây giờ là con cá sấu thì nó sẽ chảy nước mắt. Xin cảm ơn Gil Lê thân mến. Lựa chọn của Gil Lê là tin hay không tin. Em thấy chó mèo lúc nó ăn nó cũng dễ chảy nước mắt lắm. Giống như nó có cái túi. Cá sấu khăn chó mèo. Có xấu hơn chó mèo. 5 4 Nhất quá 8 3 Đi 2 Đi 1 Nhất quá 8 Tin đi Gil. Em tin. Yeah. Nếu điều này là chính xác thì chúng ta tiếp tục về nhà thực tập. Khi nào trưởng thành thì quay lại gặp các anh chị. Sợ luôn. Lựa chọn của Gil Lê, cá sấu chảy nước mắt khi ăn mồi là một sự lựa chọn. Chính xác. Cá sấu rơi nước mắt khi đang ăn con mồi. Đó. Ba dấu ôm hàng chéo đã giúp cho Miu Lê sẽ bước vào với một nhân vật khác, nhân vật thắng ở cặp đôi tiếp theo. Nhưng mà chúng tôi cũng khuyến khích bạn cũng gửi một quà ra về với 5 triệu đồng tiền thưởng. Wow. Và trước khi chúng ta chờ đợi người tiếp theo sẽ đối đầu với Miu Lê trong một cặp tiếp theo là ai, mời quý vị cùng chúng tôi giải lao trục vậy lắm. Quý vị quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây. Bây giờ là cặp đôi tiếp theo tham gia chương trình, Võ Hoàng Yến và Oanh Kiều.
Võ Hoàng Yến. Đây, Hoàng Kiều. Thôi, anh Giang đứng lên một cái bục như vậy rồi mà chị Yến đứng đó mà vẫn cao hơn anh kìa. Cho nên là bây giờ chị sẽ xuống ngựa nè. Cao quá kỳ hả? Vẫn cao. Vẫn cao bằng. Thấy vừa liền luôn á. Đó, vậy đi ha. Ổn định đi. Rồi, bây giờ xin hỏi các bạn ai sẽ là người hỏi trước. 3, 2, 1. 2, 3. Thắng quyết định. Em chơi trước. Hoàng Kiều chơi trước. Hãy chọn vị trí. Em có chơi chương trình thì em thấy anh Jun là người trả lời thật thà nhiều nhất nên là em sẽ chọn anh. Rồi thì em. Ủa sao tin em dữ vậy? Đúng rồi quý vị. Vòng 2 xin được phép bắt đầu. Jun Phạm là người được chọn câu đầu tiên. Chính phủ Singapore đã ban lệnh cấm bán kẹo gì trên toàn quốc từ năm 1992? Singapore đó là luôn luôn quan tâm đến quyền con người và sức khỏe con người. Thì cái năm 1992, cái công viên Universal của Singapore đó cũng đã xảy ra một tai nạn. Là cái em bé đó ăn cái kẹo đó. Đó là kẹo nổ. Mọi người đang kẹo nổ chưa? Thực à, kẹo nổ. Nhưng mà vô kẹo xong nó nổ. Bầm 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 miệng. Có nghĩa là bình thường á thì nó ok nhá. Nhưng mà không hiểu sao là hôm đó là nhà sản xuất làm cho cái kẹo đó nó quá mạnh. Thì nó gây ra phỏng, bị phỏng luôn cái lưỡi. Rồi anh. Chỉ có nhiêu đó thôi mà Singapore đã cấm rồi. Và đáp án cuối cùng là kẹo nổ. Kẹo nổ. Kẹo nổ là lựa chọn của Jun Phạm. Không biết là Oanh Kiều có tin hay là không. Em chọn là em tin. Tin Jun Phạm. Thưa quý vị, lựa chọn của Oanh Kiều là một lựa chọn. Không chính xác. Chơi lòng bạn. Đáp án kẹo cao su. Đó. Luật cấm bán kẹo cao su được áp dụng từ năm 1992 ở Singapore. Hình phạt lần đầu tiên đối với việc bán kẹo cao su có thể lên tới 100.000 USD hoặc là án tù. Như vậy với việc trả lời không chính xác, một dấu O đã thuộc về Võ Hoàng Yến. Bây giờ lợi thế đầu tiên là Võ Hoàng Yến không làm gì cũng có một dấu. Thế thì vị trí được chọn là bây giờ được chọn là ai ta? Hồ Quang Hiếu đi. Hồ Hiếu hả? Bắt tay cái. Chúc mừng chị. Ủa. Câu hỏi dành cho Hồ Quang Hiếu. Tây Ban Nha tổ chức lễ hội gì vào thứ tư cuối tháng 8? Câu này mình nghĩ là chắc cũng sẽ nhiều người biết. Tây Ban Nha thì người ta nổi tiếng về cái đấu bò tót đó. Cũng nhiều cái thì, khác. Thì cái lễ hội đấu bò tót. Cũng đơn giản thôi hả? Đơn giản thôi, từ Tây Ban Nha nó có lễ hội đó lớn mà. Có nhiều lễ hội ở Tây Ban Nha. Nhiều lễ hội lắm, Tây Ban Nha nhiều lễ hội lắm. Bạn có tin hay là không? Cho phân tích xíu được không? 5. Ủa, ok. 4. 3. Không tin. Không tin. Không có đơn giản vậy được. Đấu bò tót là cái chuyện giống như là cái truyền thống của Tây Ban Nha luôn rồi. Rồi, hiển nhiên rồi. Làm sao có chuyện đơn giản như vậy được? Đừng làm sợ quá. Ủa? Chọn cái dễ thương bữa nay mà. Như vậy chọn là không tin Hồ Hiếu. Không tin Võ Hoàng Yến không tin Hồ Quang Hiếu là một lựa chọn. Chương trình đó là lễ hội nếm cà chua. Lễ hội cà chua nổi tiếng diễn ra vào thứ tư cuối tháng 8 ở thị trấn Buno, Valencia, Tây Ban Nha. Không tin. Rồi. Tiếp tục một dấu O đã được dành cho Võ Hoàng Yến. Có nghĩa là gì? Em không còn sự lựa chọn. Không còn sự lựa chọn khác ngoài chị Harry Won. Harry Won. Harry ơi, mình đã gặp nhau rất nhiều chương trình rồi đó, hãy giúp chị nha. Câu hỏi dành cho Harry Won. Ở Cộng hòa Sip, động vật bốn chân nào có số lượng nhiều hơn cả con người? Trời ơi. Trời ơi, khó vậy. Cái này thì lại quá dễ với Harry Won. Phải không? Bình thường bên Việt Nam nuôi con gì nhiều nhất? Con chuột. Con chó. Con gà. Ở Đài Loan con gì nuôi nhiều nhất? Con mèo. Đài Loan là mèo.
có đảo mèo. Có đảo mèo nhưng mà số lượng chó vẫn là nhiều. Lại là chó, lại là con chó. Quang Trường, em có biết là bên Hàn Quốc nuôi con gì nhiều nhất không? Hàn Quốc hả? Con mèo. Lại con chó. Xác nhận trước khi chơi tiếp là chị không có nói gì tới em đúng không? Đâu có nói gì đâu chị. Không có ý gì hết á. Trả lời em đúng. Không lẽ em thấy mẹ em xin em tuổi tốt nó hơi sai chứ. Bị người ta chỉ cho mặt nhiều quá. Và riêng Cộng hòa Ship thì lại là con khác. Chỗ đó là cái chỗ mấy cái con mà em rất là yêu quý. Và em biết nè. Con mà chị hay cạo lông đúng không? Đúng rồi đó. Và bên đó là bình thường, theo em biết, theo thống kê là bên đó là người dân là 1.2 triệu người. Nhưng động vật đó là tới 1.500.000 con. Đáp án của em là con mèo. Con mèo là sự lựa chọn của Harry Won. Xin hỏi là Oanh Kiều có tin hay là không? Em không tin. Không tin. Lựa chọn của Oanh Kiều là không tin vào Harry Won. Nếu lựa chọn này là chính xác thì mình chặn đứng được cái cơ hội chiến thắng của Hoàng Yến. Nếu không chính xác thì Hoàng Yến sẽ là người quyết định số phận của chính mình. Lựa chọn của Oanh Kiều là lựa chọn động vật đó là tới 1.500.000 con. Mỗi người có thể nghe được cái thoại của con mèo. Đáp án của em là con mèo. Là một lựa chọn. Không chính xác. Trời ơi. Bây giờ là đáp án của chương trình. Theo Worldometer, dân số Cộng hòa Ship là 1,2 triệu người và nước này có tới 1,5 triệu con mèo như lời Harry Won nói. Ghê không? Và bây giờ Võ Hoàng Yến sẽ có cơ hội. Mời Võ Nguyễn tiếp tục chọn vị trí và chính xác đó chính là Harry Won. Harry Won. Câu hỏi này dành cho Harry Won. Cơm cháy thịt dê là món ăn đặc sản có truyền thống hơn 100 năm của tỉnh nào? Ăn là lấy là chuyên môn về em. Thịt dê nó ngon nhất. Bình thường em hay ở bên Tân Sơn Nhất. Qua là Harry, lúc đó Harry hỏi rất là nhiều người là cái thịt dê nó bán ở đâu ngon. Tại vì Harry rất là muốn ăn cái gì nó của gốc mà nó ngon thiệt là ngon. Thì người ta mới nói là hai nơi, có hai nơi là một nơi là Ninh Bình, một nơi là Cao Bằng. Mà theo em biết là bên Cao Bằng là núi nhiều nhất và con dê nó sống nhiều nhất. Cho nên em sẽ chọn là Cao Bằng. Tin hay không tin là tùy vào Võ Hoàng Yến. Tin không tin là nãy giờ năm, thì mình ủa, tin đi hả? Bốn. Tin đi. Không tin. Thì nhiều người kia không tin là tôi không tin. Không tin mọi người luôn. Chị chơi cá tính lắm chị. Lựa chọn của Võ Hoàng Yến là không tin vào Harry Won là một lựa chọn. Chính xác. Chờ tôi kêu anh Kiều á, anh đi về luôn rồi. Đáp án của chương trình chính xác phải là Ninh Bình. Cách đây 100 năm, cơm cháy Ninh Bình có nguồn gốc từ một món ăn của người Hoa được thanh niên Hoàng Thăng chế biến và tạo thành món ăn đặc sản Ninh Bình như bây giờ. Nước sốt chan cơm cháy thường được làm từ thịt dê núi Ninh Bình. Nước sốt này có vị thơm, sánh ngọt vị thịt dê nên ăn kèm với cơm cháy rất hợp. Với việc không tin vào Harry Won, ba dấu tròn hàng thẳng đứng đã mang về chiến thắng cho Võ Hoàng Yến. Ôi chị Oanh Kiều không có một dấu luôn á. Trời nghiệp quá. Cái con hỏi quá. Thiệt em. À. Và chúng ta không có gì buồn hết. Chưa thì không nên có gì đâu buồn. Lịch sử lặp lại thôi. Phần thưởng dành cho Oanh Kiều thưa quý vị sẽ là 5 triệu đồng. Và chúng ta sẽ cùng với Hoàng Yến đi vào vòng đối đầu sẽ gặp gỡ Gil. Và thưa quý vị, bây giờ là vài phút giải lao. Xin cảm ơn. Cặp đôi đối đầu ngày hôm nay đó là Võ Hoàng Yến và Gil Lê. Mời hai bạn lựa chọn ai sẽ là người đi trước. Mời Chiến ạ. Thưa quý vị, cuộc chơi xin được phép bắt đầu.
nào. Yến sẽ chọn ai? Thôi chọn Lê Dương Bảo Lâm đi. Câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Vào năm 1905, cậu bé Frank Epperson đã vô tình tạo ra cây que kem đầu tiên trên thế giới khi để quên ly nước chanh ở đâu? A. Hiên nhà, B. Dưới gầm giường, và C. là bầu cửa sổ. Wow. Trời, tức khi câu hỏi không có người trả lời luôn. Chuyện là như vậy. Trời mùa đông, tuyết rơi phủ trắng đường phố. Một cậu bé có tên là gì anh? Frank Epperson. Epperson. Người nước nào? Người nước ngoài. Đúng rồi, người nước ngoài. Cậu ta là một cậu bé bán trà chanh chém gió. Trà chanh chém gió. Một ngày nọ, cậu cầm ly nước chanh cuối cùng. Cậu gặp một người khách ngoài nước Hàn Quốc. Người tiếng Hàn Quốc. Cậu mới nói là mua trà chanh không chị? Hay quá. Thế là trong đêm mưa gió bão bùng, tuyết rơi phủ trắng, cậu lại chạy tiếp tục. Chị ơi, mua trà chanh không chị? Sao? Đó, không ai mua. Cậu ta buồn rầu, đứng trước hiên nhà và cậu khóc. Tuyết ngoài trời thì phủ trắng, cậu ta mới xỉu. Đó, cái người dân người ta chở cậu đi cấp cứu. Không có ly trà chanh đâu. Thì đó, từ từ. Cái ly trà chanh cậu mới để ngoài hiên nhà. Cậu mới vô bệnh viện. Hai ngày sau, cậu quay trở lại đó. Cậu mới cầm ly trà chanh lên. Thì tự nhiên nó đóng băng. Cái cậu mới rút ra. Thì nó thành cái cây kem. Bây giờ cậu là giám đốc một hãng kem rất là lớn. Mà cậu để ở ngoài hiên nhà nha Yến nha. Trời đất ơi. Chứ không ai mà chui gặp giường làm cái kem hết á. Gặp giường đấy, gặp giường đấy sai lắm rồi. Bầu cửa sổ hả? Bầu cửa sổ với hiên nhà. Bầu cửa sổ là giường cao quá hả? Tức ghê á. Như vậy là đáp án là hiên nhà và Võ Hoàng Yến thân mến. Có tin hay là không? Em nó tin anh không? Chắc anh luôn. Tới đi gặp 5, 4, 3, 2, 1. Tin. Tin. Sao có niềm tin thì nó mỏng manh vậy chứ? Ủa ê, ê, cái này bị áp lực hỏi tin không tin. Nó lúc bị 5, 4, 3, 2, 1 hỏi tin không hỏi tin nó đại. Võ Hoàng Yến lựa chọn là tin Lê Dương Bảo Lâm. Thưa quý vị, lựa chọn của Võ Hoàng Yến là lựa chọn không chính xác. Trời ơi. Đáp án phải là bầu cửa sổ. Buổi tối năm 1905, cậu bé Frank Epperson ở California để quên cốc nước chanh ngoài cửa sổ nhà mình. Đêm đó nhiệt độ hạ bất thường đến mức nước chanh đông cứng cùng với chiếc que khuấy. Và với sự lựa chọn sai này của Võ Hồng Yến thì một dấu ít đã thuộc về Gil. Và bây giờ là lựa của Gil. Dạ. Lần này thì em xin phép chọn chi Vĩ Dạ. Lâm Vĩ Dạ. Mình chơi game show với nhau, chị đã từng mang may mắn tới cho em. Cho nên em hy vọng là lần này lại một lần nữa chị nha. Ngày hôm nay Dạ sẽ đến với Will bằng tất cả những sự chân thành. Chị nói như vậy là em thấy buồn rồi. Bởi vì em tên Will chứ không phải là Will. Rõ ràng là Gil. À ok. Câu hỏi dành cho Lâm Vĩ Dạ. Hoàng Thùy Linh có MV Duyên Âm. Hoàng Thùy Linh đã mặc bao nhiêu trang phục trong MV này? Ôi, cái này khó quá. May mắn bởi vì em có coi MV rồi, cho nên ít nhất thì em cũng sẽ tổng hợp được một số lượng nhất định, một cái khoảng. Yeah. Và nếu như tất cả chúng ta đã biết với MV Duyên Phận của chị Như Quỳnh thì chị chỉ mặc một bộ dài màu tím duy nhất để hát từ đầu tới cuối. Thì MV Duyên Âm của Hoàng Thùy Linh, cổ phải thay đến 9 bộ. Gì nhiều dữ vậy? 9 bộ. Đúng bởi rồi, vì, nhiều lắm, nhiều lắm. Bởi vì thật sự vì sao là 9 bộ mà không phải là con số khác? Con số 9 là con số mà
Hoàng Thùy Linh cũng như là đạo diễn của MV đó và tất cả ekip đã thống nhất với nhau là chọn 9 bộ trang phục cho MV Duyên Âm. Đúng và rồi. Đó là câu trả lời cuối cùng cho em. Còn số 9 là đáp án từ Lâm bây giờ. Xin hỏi Ghiêu Lê tin hay không tin? Thôi để hết sức tập trung nè mọi người ơi. 5 4 3 Hán khoan anh. 2 1 Tin hay không tin? 1, 2, 3 Câu trả lời này không chỉ ảnh hưởng tới cái sự chiến thắng ngày hôm nay mà ảnh hưởng tới niềm tin nhiều thứ và nhiều thứ. Nhiều thứ. Ủa quên, tin hay không tin? Không tin, không tin. Không tin. Không tin số 9 của Lâm Vy Dạ là một sự lựa chọn. Đáp án từ chương trình. Em nghĩ là con số mấy? 8 Chính xác. Ghiêu Lê là coi một sản phẩm âm nhạc là coi bằng cả trái tim. Bất kỳ sản phẩm đó của ai đúng không Ghiêu? Phải xem để học hỏi. Tại đó là một sản phẩm rất là chất lượng. Đúng không? Em có cái MV của Lâm Vy Dạ chưa? Ủa dạ có là MV hả ta? Chương trình là 8 bộ MV được đầu tư nhiều về mặt hình ảnh và thời trang. Hoàng Thùy Linh diện rất nhiều loại trang phục khác nhau trong các cảnh quay. Xin chúc mừng cho Ghiêu đã có thêm một dấu ít. Chỉ còn một con đường duy nhất. Đúng rồi. Chặn đường đối thủ. Chun Phạm. Chun Phạm. Câu hỏi dành cho Chun Phạm. Phần lớn mèo tam thể sẽ mang giới tính gì? Trời ơi. Ôi trời. Lại là mèo. Tam thể là ba màu là giới tính thứ ba thôi. Đúng rồi. Mèo mà có giới tính thứ ba nữa. Mèo có giới tính thứ ba luôn hả? Con nào mà không có giới tính thứ ba chứ. Tôi thấy vậy. Nó giỡn thôi. Bây giờ mình vô mình nghiêm túc nha. Tôi không thích đùa giỡn đâu. Mọi người cứ làm cho tôi trở thành những người giỡn hớt á. Làm cho mình nghiêm túc lắm vậy. Con cái thì thường có nhiễm sắc thể là XX. Con trai thì thường có thể sắc thể là Y. Thường là cái con tam thể á, X là nhiễm sắc thể của hai cái màu vàng và màu nâu. Và nó cũng có nhiễm sắc thể là màu vàng và màu đen. Cái nhiễm sắc thể Y thì nó ít có màu trong đó. Wow. Đa số là X. Nên câu trả lời của Chun rất đơn giản là XX là con cái. Theo thống kê thì là cứ 3.000 con cái thì mới có một con đực. Hoàng Yến thân mến, tin hay không? Mèo thường thấy gì mèo mèo thấy con gái lắm à, không có nuôi mèo. Nhưng mà cái vấn đề là 3.000 con mới có con đực. Câu là con nghi ngờ đó. Câu là con nghi ngờ. 5 4 3 Trời. Thường là cái con tam thể á, X là nhiễm sắc thể của hai cái màu vàng và màu nâu. Cái nhiễm sắc thể Y thì nó ít có màu trong đó. Wow. Đa số là X. 3.000 con cái thì mới có một con đực. 2 1 Tin hay không? Tin hay không? Tin hay không? Tin hay không? Tên đi không? Tên. Ủa? Ủa? Sao chị dễ dãi quá vậy? Hết hồn không? Hoàng Yến tin. Đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Đúng như Chun nói, 3.000 con mèo tam thể thì chỉ có một con được. Thiệt á hả? Trời. Đa số mèo tam thể là mèo cái, số lượng mèo tam thể được rất là ít. Lý do là các gen quy định nhóm màu vàng với nâu vàng và nhóm đen với nâu đen đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Và vừa rồi là một dấu O dành cho Võ Hoàng Yến. Cuộc chơi lại tiếp tục, mời chọn Ghiêu. Chọn chị Hay Won. Câu hỏi dành cho Harry. Nổi da gà là hiện tượng giữ nhiệt lượng cho cơ thể đúng hay sai? Đúng. Theo cái kinh nghiệm của em, khi mà mình có gì đó không hay ho thì mới nổi da gà. Đúng rồi đó chị, cái này đúng lắm. Em rất hay nổi da gà khi thấy chị Buka làm mấy cái biểu cảm dễ thương luôn. Làm thử chị. Trời ơi, nổi da gà.
Harry thấy da của mình nó giống như là cái cọng tóc vậy đó, nó tắt luôn, thì mình cái lỗ chân lông của mình nó bít hết luôn, để cho cái nỗi nóng của mình nó không có tràn ra ngoài, để cho mình con người mình sao còn sống. Harry thân mến, là lựa chọn là đúng. Dạ em lựa chọn là đúng. Xin hỏi Gil, tên hay không tên Harry Won? Em tên ạ. Tên. Và tên là một sự lựa chọn. Chính xác. Khi da bị lạnh, kích thích các dây thần kinh, người cảm thấy lạnh, lông tơ dựng lên, lúc đó bề mặt da săn lại, ngăn không cho nhiệt lượng phát tán. Như vậy là một dấu ít nữa dành cho Gil. Bây giờ nhiệm vụ của Dâu Nguyễn còn gì nữa? Đúng rồi, Puka thôi, Puka. Câu hỏi dành cho Puka. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc tên thật là gì? Fan. Chứ mọi người có biết là anh Ưng Hoàng Phúc quê ở đâu không ạ? Đồng Chợ Tháp. Mới An Giang. Chính xác rồi. Quê anh Phúc ở Đồng Tháp. Ở đây ai nổi tiếng mà không quê chung với chị Buka? Những Đồng Tháp luôn hả? Tất cả mọi người. Anh Phúc lúc mới sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, sau này mới dời về An Giang để mà ở. Đồng Tháp xã nào? Ấp Định Phong, xã Định Hòa, Lê Dung, Đồng Tháp. Ghê. Dạ, và ngày xưa anh Phúc là bạn thân của chị ruột của em. Chị em tên gì? Chị em tên là Nguyễn Kiều Cẩm Thi, em là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Hợp lý nữa. Dạ, và anh Phúc lớn hơn chị em 1 tuổi, hai người là đôi bạn thân cùng trang lứa. Thì anh Phúc coi em như một đứa em ruột vậy đó. Lúc nhỏ anh Phúc hay bồng ẩm em đi chơi. Bồng ẩm nữa. Mình quan trọng cái tên khai sinh của anh Phúc, tên là Phúc. Nhưng anh Phúc không phải họ Ưng. Ồ, là gì? Ưng chỉ là nghệ danh thôi. Anh Phúc tên là Nguyễn Hoàng Phúc cùng họ với em. Và tên đầy đủ của Ưng Hoàng Phúc là Nguyễn Hoàng Phúc. Nguyễn Hoàng Phúc. Nguyễn Hoàng Phúc là vậy hả? Bạn thân thì ba em tin anh đi. Rồi, xin hỏi tin hay không? Không. 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 Ba lựa chọn không tin là lựa chọn. Chính xác. Thực ra là tên là Nguyễn Quốc Thanh. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc tên thật là Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1981 ở An Giang, là thành viên ít tuổi nhất nhóm 1088, thành danh với một loạt hit như Thà Rằng Như Thế, Hứa Thật Nhiều, Thất Hứa Cũng Thật Nhiều. Một dấu O dành cho Võ Hoàng Yến. Bây giờ là sự lựa chọn của Gil. Dạ em theo hàng dọc đi, em xin chọn Trung ạ. Quang Trung. Câu hỏi dành cho Quang Trung. Vào lễ Giáng sinh, người Ấn Độ thường lấy cây gì trang trí thay cho cây thông? Cái cây rất quen thuộc với người Việt Nam chúng ta, mà tất cả các loại bánh đa số đều gói từ lá này. Cây chuối. Cây chuối hả? Ví dụ như xứ lạnh đi, thì người ta sẽ có những cây thông, những cái rừng thông, thậm chí là chúng ta được quyền đi vô trong đó để lựa cây thông mình đem về nhà mình nữa. Còn ở cái xứ Ấn Độ như là gần Việt Nam mình đi là cũng gần Xích Đạo và xứ nóng đó, mà cây chuối cũng là một trong những cái loại cây mà rất gần gũi với sinh hoạt của người Ấn Độ. Dung, có phải em nhìn cái màu áo của em nghĩ là cây chuối liền? Anh biết vậy. Ngay lúc này luôn phải không? Cho nên là nghe rất là bất hợp lý, nhưng mà cây chuối Noel là một trong những loài cây người ta luôn trưng vào dịp Giáng sinh. Đáp án cuối cùng là cây chuối. Ghiêu Lê tin hay không? Dạ không tin. Trời ơi, sao không tin được? Chúng vừa ăn tiệm muốn chết. Thưa quý vị thân mến, lựa chọn của Ghiêu Lê là không tin vào Quang Trung. Thiệt mà trời. Và lựa chọn của Ghiêu Lê là lựa chọn không chính xác. Cái này cư dân mạng người ta hay gọi là xui khúc này nè. Hay quá vậy ta, hàng chi mặc cái áo cây chuối. Dịp Giáng sinh, mỗi gia đình Ấn Độ sẽ chọn một cây chuối thật đẹp
Trời ơi, thiệt luôn hả? Để chân, sau đó họ sẽ trang trí lên đó những dây đèn lung linh, những quả chuông hay những quả cầu lấp lánh. Người Ấn Độ tin rằng cây chuối Noel sẽ mang lại may mắn và bình an cho họ trong năm mới. Và đôi khi người ta thay cây chuối bằng cây xoài nữa. Ồ, nghe cái sang chấn tâm lý luôn đó. Không, ăn cây xoài thấy đỡ hơn anh. Và như vậy, một dấu O đã được đánh cho Võ Hoàng Hiển. Gặp em không trả lời không tin luôn á, thiệt á. Còn chờ gì nữa? Cơ hội chiến thắng Hoàng Yến, còn chờ gì nữa? BB Trần. BB Trần. Đây là câu hỏi dành cho BB Trần. Ê, nhiều người nói hai mình giống nhau, hỗ trợ. Chị em sinh đôi mà. Điều gì sẽ xảy ra khi đập trứng ở độ sâu 20 mét dưới nước? Đập trứng rồi hay nè. Em được biết đó là chính vì cái áp suất của nước á, nó sẽ làm cho khi mà quả trứng nó vỡ ra thì bên trong sẽ là nguyên, còn y nguyên, không có bị bể hay không có bị gì. Trong trắng trong đảo nguyên si. Cái nó lên bền, trong 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 nước lên bền bền mà. Phải không? Nó dẻo dẻo, nó cái tiếng nó vậy á. Đúng rồi. Nó dạng như cao su vậy đó. Nó cứ nó giống như một cái viên thạch vậy đó. Dạ dạ dạ. Cuối cùng là ở phía trong vẫn còn nguyên. Sau khi mình đập ra là trong trắng và trong đỏ vẫn còn nguyên hình. Dạ, vẫn còn nguyên hình. Xin hỏi Võ Hoàng Yến tin hay không? 4 3 2 1. Tin hay không? Tin. Trả lời nào? Không. Chơi quyết đoán lên. Trả lời đi. Trả lời. Quyết đoán lên chị. Tin hay không? Trả lời. Trả lời. Lấy không phải làm nó không tin là ngược lại. Trả lời. Tin. Trả lời. Nếu như đây là một sự trả lời chính xác, kết thúc. Còn nếu không chính xác thì bị áp lực tâm lý. Chúng ta vẫn còn tiếp tục sự lựa chọn của Võ Hoàng Yến. Có giúp cô ấy vào vòng đặc biệt hay không? Hay tiếp tục một cuộc chơi và chắc chắn người được chọn sẽ là Hồ Quang Hiếu. Và sự tin tưởng của Võ Hoàng Yến. Chính vì cái áp suất của nước á thì bên trong sẽ là nguyên, còn y nguyên. Nó dạng như cao su vậy đó. Sự tin tưởng của Võ Hoàng Yến mang về một đáp án. Chính xác. Chị em, chị em, chị em. Ở độ sâu 20 mét, áp lực nước xung quanh sẽ đóng vai trò thay cho vỏ trứng và giữ gần như nguyên vẹn hình dáng một quả trứng với lòng trắng trong mờ bọc lấy lòng đỏ màu cam vàng. Hay quá. Hay quá chị ơi. Tuyệt vời. Như vậy là Diêu Lê sẽ dừng lại và mang về giá trị tiền thưởng là 8 triệu đồng. Xin cảm ơn. Và bây giờ Võ Nguyễn chắc chắn đã có trong tay 10 triệu đồng, sẽ bước vào vòng đặc biệt của chúng tôi. Mời quý vị giải lao trong vài lát. Thưa quý vị thân mến, Võ Hoàng Yến đang có mặt tại vòng chung kết. Người giỏi nhất đêm nay, tất cả nghệ sĩ chúng tôi mỗi người có một phong bì, trong đó là giá trị tiền thưởng. Và bạn có thể nhận 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu hoặc 10 triệu đồng là giá trị cao nhất. Tiền thưởng đó sẽ được cộng với 10 triệu đồng đang có sẵn. Chỉ khi nào trả lời đúng được câu hỏi của chúng tôi, hãy chọn một nghệ sĩ. Hồ Quang Hiếu gương mặt thánh thiện vô cùng. Chọn người hả? Chỗ khó à. Tỷ là 1 giờ 9 luôn á hả? Thôi chọn Ai? Trời. Để tạo áp lực cho cái gì cũng lâu hết trơn. Trời ơi, chọn lâu khó lắm luôn á. Chọn một người thôi. Có chọn Lâm là chắc rồi đó. Bạn sẽ chọn Quỳnh Lập đi. Quỳnh Lập. Yeah. Câu hỏi dành cho Quỳnh Lập. Theo phong tục tại Israel và Ai Cập, hai người đàn ông làm động tác gì để thể hiện sự chào hỏi? Ví dụ đi, mình gặp người nước ngoài, ví dụ người Mỹ đi, gặp nhau người ta sẽ như vậy. Hai người đàn ông đó. Còn ví dụ mà gặp người Nhật thì họ cứ gì? Hey. Đó. Quan trọng là cái nước mình đang đốn nè. Thì ở bên đây người ta có nhiều cách lắm. Đây là câu hỏi về hai người đàn ông khi gặp nhau.
Là phải bên đây, qua bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Tức ghê. Tùy tiện quá, tùy tiện quá. Trời là người đàn ông gặp nhau hôn nhau vậy để thể hiện cái sự tôn trọng nhau. Thiếu rồi. Đàn ông xưa ra gặp nhau vậy nè. Trời ơi. Vậy đó. Nặng nha. Ba ơi, đuổi cho ba nữa nè. Vậy cuối cùng chốt của hình lập là gì? Hai người đàn ông của nước Iceland, Ai Cập gặp nhau là hôn má để chào hỏi. Lựa chọn của Võ Hoàng Yến là tin hay không? Thưa em, Hoàng Yến, Ai Cập không biết luôn, có thiệt không? Nạp lực, nạp lực. Cứ tin, đừng ngại. 2, 1 Cũng là tay tay phương tập. Cái gì đó? Tin hay không? Tin hay không? Đi anh, đi anh. Hù. 2, 3, 1 Tin hay không? Tin hay không? Tin hay không hả? Tin hay không? Tin hay không? Hùng má. Tin, Iceland, Ai Cập. Hai người đàn ông. Hai người đàn ông. Hai người đàn ông. Hai người đàn ông với nhau hả? Tin hay không? Hôn nhau để chào. Hôn nhau để chào. Hôn, hôn nhau. Tin hay không? Tin hay không? Tin, 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 tin. Chơi xong về nắng cái tay luôn. Đẹo cái giờ. Theo Huỳnh Lập ở Iceland và Ai Cập, hai người đàn ông gặp nhau sẽ hôn má nhau. Và Hoàng Yến tin theo Huỳnh Lập và lựa chọn của Hoàng Yến. Sự lựa chọn rất áp lực hả? Là một sự lựa chọn. Chính xác. Bây giờ quan trọng mới ra cái kiểu. Quan trọng là cái số tiền bên trong bì thư là con số bao nhiêu, xin mời. Mới ra cái kiểu. Ba số không. Mới ra cái kiểu tức 10 triệu. Wow. Tỉnh lên liền. Thưa quý vị, đây là con số giải thưởng cao nhất từ số sống đầu tiên đến bây giờ. Thiệt, ai biết ngày hôm nay Võ Nguyễn tới đây được quá trời. Tại màu đỏ đó. Cái sự giúp đỡ của anh chị em nghệ sĩ rồi mang về 20 triệu tiền thưởng, kỷ lục của chương trình. Thưa quý vị, xin mở những phong bì còn lại. Gì 50 triệu luôn. Trời ơi. Wow. Wow. 50 triệu hả Lâm? Có 50 triệu luôn. Có 50 triệu hả? Wow. Cái này tụi em chưa biết luôn. Có 50 triệu luôn. Thưa quý vị, vì sao có con số 50 triệu này? Đây là một sự ngẫu nhiên. Sẽ có một vài số bất kỳ trong một mùa phát sóng chương trình Chọn Ai Đây sẽ có xuất hiện 50 triệu đồng. Wow. Như vậy là thôi, cũng vui rồi. Thứ nhất mình tới đây mình kiếm về 20 triệu. Đúng rồi, mình cũng khác biệt rồi. Thứ hai là mình tạo quy luật là mình cũng khác biệt nữa. Thứ ba là người ta 5 giây người ta trả lời, mình 30 giây mình chưa trả lời là khác biệt rồi. Thứ tư là trả lời bị áp lực đúng không? Đúng rồi. Cái lời, đúng không? Với lại đến thời điểm này mình là người cao nhất tham gia chương trình. Muốn gì nữa? Đúng rồi, đúng rồi. Và cảm ơn Yến đã đến với chương trình. Cảm ơn những nghệ sĩ đã hết lòng. Thưa quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Chọn Ai Đây luôn muốn mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Chương trình do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.